tiến hết sản phẩm bán tuyết này mình chưa? Ăn hết bài bán tuyết này mình chưa? Rồi. Anh hết đi xong bán cho 5.000 cái gì cơ? Mày đưa cho anh nhé. Con ăn hết thì thế anh được một cái. Ăn chưa? Không. Ai đưa ăn được này? Ngay em thử nhận xử lý chỗ này nhá. À, tới đây. Nước này xong xem mấy cái ổ cắm kìa, cái máy kìa, cái bơm chuyên ra cái máy móc đấy kìa. Cháy với em lên đấy. Tôi vừa gặp một cái xe ô tô đi ở sau thì hình như là nó đi đầu thai hay sao, nó thịt mẹ lắm. Đúng như này à? Mình đã phóng nhanh đã nhanh rồi. Xong rồi mày nó dí vào đi, nó bóp vòi, ui, đi nó chết. Sợ là đấy, lần đầu mình... Nguy hiểm quá. Mình thấy cái kiểu đấy là 1 lít. Đi, đi nó. Mà đi có 1 lít à? Phải quá đấy. Ta hơi cái thời gian nhỏ cổ này. Tuần này từ đây xuống Thanh Hóa mẹ mấy trăm rồi. Xong rồi còn không người 1 lít nữa. Ui dồi ôi, anh đi rồi em thấy sợ rồi. Đói rồi. Hai em trai hết rồi. Hết sức cẩn thận anh. Anh Dung nha. Bây giờ đang từ buổi khó khăn, kinh tế nó khó khăn như thế. Tốt rồi. Tốt rồi, tôi đi mấy thằng rồi. Mùi ghê đi. Chịu. Mà nó kéo theo sau cái xe gì ấy, mình nhìn kỹ rồi quan tài luôn, kéo nó nhìn được, nó nhìn được cái thuyền hay cái gì ấy. Hôm nay anh cận nhà đấy. Anh lần này đặt ra câu hỏi đấy mà. Anh được anh đấy. Là người đặt ra câu hỏi đấy. Đang đi á, đang đi phê bình à? Đang tính phê bình nữa. Phê bình nhé. Phê bình người kinh tế hôm nay à? Người yêu... Anh Hùng đang tính phê bình à? Phê bình nước ra không lâu. Ai chỉ cần hôm nay đấy nói. Anh có hành thái với lúc đấy thì nó rồi.
bằng một cái thằng tài xế nó vội vàng, nó nhìn đầu vai. Còn tí mà đi tôi nó có còi. Trong khi tôi đi nhanh quá rồi rồi. Tôi cố nó vượt lên đấy. Thế mình vội mình né mà cảm giác nó sạc luôn. Nó phóng nhanh lên. Mà nếu nó kéo theo cái xe thì sao giống như cái mỏ của nó hay không? Chưa gặp bao giờ luôn. Ok mình bạn nhé, luôn bạn. Nước lên ra căn nhà, bạn không lâu. Thế các bạn tôi không có coi mình nói bạn là tôi không lâu đấy. Không, tôi đi theo bay còn phải hỏi ông này ai đi gần đây. Ai đi gần đây? Ai đi gần đây? Anh em bạn đây đi hỏi bạn đây anh em mình đấy. Đang chuẩn bị chửi. Cái nhà cũng lo. Bây giờ mọi người ăn đi. Bây giờ nó khát rồi em ơi. Giờ mọi người thì thôi, giờ không còn tha thiết nữa, nóng đông như ngày xưa. Hôm nay bước vào trong này bán được em đang bán được đâu? Bán lại cái súp nhỉ? Quỳ mận này tươi nhỉ? Có súp là chấm ngon. Ồ, mận đầu đây. Bao bán nó bị đoán rồi chứ. Đây, mận đầu đây. Này, tôi xin quả nào. Này. Ui, mận Tam Hòa, lâu lắm mới thấy cái loại mận đấy. Ăn nó cả ba nó giòn mà nó. Trước anh là anh. Em trước nhà tôi có một vườn này mà. Cho anh chuyển đi anh ơi. Trước nhà tôi có một vườn này. Em cũng lơ lắng rồi chứ nhìn thấy anh. Kệ em. Tam Hòa. Cho bạn biết là mận Tam Hòa. Ui. Cho bạn biết là mận Tam Hòa. Bạn hỏi câu đấy. Nóng nóng nhỉ. Anh chơi anh lấy cho em bảo nó đi hòa. Chưa. Vậy anh đứng dậy đi xong kia lấy. Em đứng dậy đi. Tôi lại phải bảo vào mặt bạn một cái giáo án để bạn đỡ đỡ hỏi những câu như thế. Thank you.
ơi, không được một phát nào luôn, đỉnh lắm. Giờ, giờ mới xem tin nhắn của anh chị. Chết đấy, đâu. Sao mình biết anh ở đấy mà? Dạ, anh cũng biết, em nhìn ngó ở tay sáng của anh, em biết. Em biết là anh đi dỗ tôi, em biết chắc chắn là chỉ 530 cái quan đấy. Nhìn đến giờ là tôi nhanh nhai bắn như thế. Em bắn rồi, đang lát. Toàn hero chiều sẽ là xét nó bắn sáng thì em sẽ xét được sáng thì anh sẽ xét giờ thì hero nó bắn rồi đéo được ra tín hiệu bắn được em đấy bắn đi còn cái lùn gì đâu mà chờ đợi gì đâu nhất ở đây là nó kiểu này bắn đi anh sợ đéo thì không bắn đúng rồi còn lùn gì đâu mà chờ đợi anh anh đưa vô anh đưa vô cái đấy. Anh chị bảo thế. Thế thì anh còn con đi. Anh chị bảo thế. Chứ có anh bảo thế à? Người này. Một cháu ăn sắc xét. Nguyên địch chết hết 26 hết rồi. Đẹp thế, địch của mẹ vương qua khác. Được ca mút đây. Anh bắn muốn là 5 lít này. 5 lít. Ui em biến được 5 lít kìa. Cập đúng rồi, đi này mình đéo bằng con oanh nốt. Đi là theo làm gì mà nhục ba rồi. Em cũng không bán. Mày mình hơn 3 đô rồi. Con gì? Tính Inter. Có bao nhiêu rồi? Tính cái Inter qua là cái gì thôi, ôi siêu bi à, năm trăm cảm giác mình nhục anh em đầu tiên nhá, có ăn được cơm đâu, vội vào đồ làm meo ơi, ăn một bát bộ gà, tôi á, ừ, mai bay, à, này, hôm nay à, anh em ra nấu cho tôi một bát cháo. Đấy, để lấy dành tí cho một cuốn sức của đá. Anh cũng thấy là phải mua cả bạc trên tay từng người đây để ăn chung đói à. Lấy sức ra. Anh thấy có cháo và tí cũng sức đá. Đánh dùng đánh nhìn. Chào, 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 Mày Cái này. Tùy cái gì đang mơ. Còn mẹ. Cái này
lần trước anh tùy đẩy lên mà. Tục cô bắt cam. Cái này là mắc rồi, setting rồi nữa. Quạt full rồi. Anh cũng giảm hết mức cuối cùng rồi, còn muốn chỉnh đi nữa. Các bạn ai cũng chỉnh nhé. Không được một con nào luôn ạ, mẹ đỉnh cao. Đẳng cấp. Đã thế còn toàn thể chết của anh chị. Con thể VIP. Đưa tiền trước, đưa tiền trước. Không quan tâm. Không mà đưa tiền mặt, đưa tiền mặt, hôm nay lấy tiền mặt, không lấy tài khoản. Không mà. Tiền. Không lấy, về thì hả nha. À, nó lấy tiền lên xe mà. Liều mặt đấy. Đây, phải có cái đài hai ô. Nó khóc cái đéo gì? Chui anh em sắp chui xong. Chui thì gồm sao vậy, như là sao vậy nhỉ? Ui mày xí sợ chết thật. Ra này làm ra này ra ra để cả ra tay ra chân lại bố bạn. Cần ăn chậm lại thì sẽ gầy.
anh chị vợ ăn chậm lại sẽ gầy. Và ăn một bát thôi. Ăn một bát thôi. Nhưng mà nhớ vẻ các cô. Ăn đúng một bát. Một pha uống ạ. Giải nhiệt thanh lọc cơ thể. Đào cây làm gì mà nó nano giảm cân được. Ờ đào mà không giảm cân không ung thư rồi giảm mỡ máu các kiểu. Không mà giảm nhiều không giúp. Thế giảm đâu. Tốt đấy nhỉ. Thế sự tốt phải mua uống men thôi. Mà như vậy nó không nói chứ. Bao tiền một cái triệu. 15 gói. 15 gói. Cái gì? 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 Có gì uống giải độc gan không? Ăn đi luôn. 15 mà ăn đi em ơi. Rồi chấp hành cán em lên 30 rồi. Chấp hành cán trước. Ông bán thải. Năm. À năm mà. Chào ông bán thải à. Ghê à, tên bán giám ghê mà chán. 3272 nhá. Bắn một phát rồi. 3272 con này được 6 phát đấy. 3272. Ông đang ở trên đây á. 3272 được. 3272. Anh cần thêm gửi cho. Ở đây coi như là 3272 đấy. Có mà. Làm gì? Không làm được. Sao con anh làm được đấy? Được, cái này con anh nào làm được. Mày nhầm. Chưa. Có ai là ai à? Em chưa em không có đấy đây. Ua trứng quả anh em ơi. Trứng quả. Nếu hiểu kiểu gì liên hệ sốc là gì nhỉ? Trứng quả thì tao sốc về. Này, bạn đã trứng 60 gói anh em. Được một trứng nữa. Không bắn được một con nào luôn, không được một con nào. Nhắc lại là không được một con nào. Như cái lì. Ôi, có cả, có cả vàng 9 số 9 này.
đen nhỉ? Thì bé nó muốn chói vàng à? Đồn bay ở đâu? Bay đến cái công đấy là quần đeo ý chơi đi. Không để lấy quần nào. Tính cho người xem cái tờ kia xem. Chụp ảnh đánh 5 sao đầy đủ. Các ông đưa về trong cái máy thì phải được đâu. Phải được đâu. Mỗi đánh 5 sao của tí nhỉ? Thôi, rồi. Là phần bình luận đấy, không có đánh giá. Ờ, nhìn chỗ có hàng kia. Có hàng thôi thì chứ. Tích đi em ơi. Tích đi em à. Thằng đâm đít xe anh á. Trời ơi. Nó cả cô bảo ta bị nó ung dung đi. Lúc ta ung dung trên trời đấy. Ui dồi lắm. Chết đi, em sắp chết rồi nè. Em có chuẩn hút vào đi xe em. Và em phóng tầm đấy chắc 70 cái rồi. Wow.
xin chào các bạn. Này chúng ta tiếp tục vào xây dựng ngôi nhà nào. Anh em bán rồi chưa được. Anh mà anh nhìn không giống lắm nhỉ. Mấy hôm nay tao bán cái gì đẹp đấy, mày không thấy à? Tao không được một đô nào, không được một đô nào. Tao không được một đô nào đây. À đây là vụ bắn nhau. À bắn cô mấy lần người thành quá sát. Không. Như chuyện chứ. Không, cái này cái video khác. Video trước. Yeah.
xả đi nó phải mãi đi đồng mà. Nếu có thuốc thì uống giải độc gan cho uống với ạ. Mua được mấy hộp nè. Mình giờ này gáy gáy lên mụn nhiều quá. Gan chắc thì mới mất một nửa rồi. Vừa xong mới tới chẳng chị. Đi kể hồi làm nó. Thì bạn xong lọ trước mà đừng Dũng ơi. Bạn bữa xong rồi đeo làm gì, đeo làm gì bạn rồi. Kiểu kiểu này à. Bạn bạch hắn đậm xong, sợ cái đeo gì. Thằng đeo là tao làm gì bạn. Ừ. Bây giờ ví dụ bật bật chích lên thằng bạn. Đeo thật là nó làm gì luôn. Làm gì có thằng nào dám đánh bạn. Nè 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 lại sợ dính. Mẹ nó còn chạy bỏ mẹ. Đeo là phải vô. Sang sau cùng luôn chứ sợ cái gì. Cho nên lúc mà ra là bẻ bẻ nguyên là chân. Bẻ đi. Quát lên là thằng em pháo ảnh luôn. Rồi. Anh
anh chị. Tôm. Bỏ đi uống bia bạn ạ. Bỏ đi uống bia. Hùng BT là Hùng Solo đi uống bia đây bạn. Không được đường nào đâu. Không được đường nào. Không được đường nào. Không được đường nào đi phát gì. Chỉ không kiếm được tiền không đi uống bia được. Không có tiền. Xin đi xin đi uống bia rồi còn tiền. Không phải được đi uống bia được. Mai kia nó bay được thì thằng đặt cao nó chỉ cần 2 ngày thôi. Thật luôn thì phải cả ngày phải được 5 đô ấy. Không mẹ được. Đấy không thì Hùng đưa mấy anh em đi uống bia. Nó đã cũng bay được. Ừ, tắm rồi nhá. Ok. Đây ai chưa tắm thì đi tắm đi. Chưa tắm đi nữa. Thằng cao bay được thêm mấy đô thì không được gì đâu. Đi tắm xong rồi đi uống bia. Vâng, em có đi tắm không? Em tắm rồi. Đấy, trần lúc này đầy đâu đấy. Được rồi, ai chưa tắm thì tắm đi. Dũng tắm chưa? Ôi, tắm thì không kiểu. Rồi, đi tắm. Từ 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 từ. Dũng đeo rồi. Dũng đi, dạng này đi uống bia anh em đấy. Đó, dạng đi uống bia anh em đấy. Bây giờ uống về một ngày, cũng dám được sự lơ. Đi về uống về một ngày, ngứa một tuần. Ngứa một tuần đấy. Đấy, uống thì ngon đấy, nhưng mà về ngứa thì... Ủa nhờ, mày đó. Ngủ không có ngủ được cơ mà. Giờ đêm thức giấc dậy thì ngứa. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. Em đừng có đặc biệt là thôi anh em đi ra thương tiên thôi. Thôi thôi thôi. Mất tiền bạc. Thôi. Mày. Một cái chắc cho anh em. Anh em cảm ơn chết đấy. Bắn trực không được mấy cả. Ba cái đầu bắn được sao anh?
uống xong bia không thể về backup được. Mắt nó nhắm mở mở nhắm nhắm mở. Rồi kia chuẩn bị. Ôi em ơi. Lật chân anh thì thử uống đi xong về backup. Không sau. Làm nốt cũng thấy ngại à? Ô kìa. Ôi ngại nhỉ. Tắm được rồi. Tắm được như anh. Hai mươi hai đô, hai cao hai ngại hai đô đâu? Trời, thế anh hơi kém em rồi, em tận 11 đô kìa. Năm đồng bộ cái đó tính thế này không đi? 5k rồi, 5k đấy anh ạ, 2k. Nó phải theo cái
sáng sáng đây đi sáng cái ô mà được một cái theo tao bỏ ô thì đầu tiên vẫn phải là chọn giải ô đấy, nhưng mà cái giải ô này nó bị dính cái hàm trên rồi thì bây giờ anh phải xóa đi, anh phải không có cách gì hay ho. Nha nha nhô, nha nha nhô. Nhìn nhô. Nha nha nhô, nha nha nhô. Người nhô nhẹ. 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 Anh em nhìn nhà đá gì đây? Trở về nơi phương ngộ. Thank you.
đâu cũng thấy đi. Cái bút buồn đấy. Xóm anh nó như mà ưng xong rồi con đưa đẩy như anh lai đà mướn. Anh cũng có mọi anh nhận, anh nói anh muốn anh vẫn không làm. Anh chờ về ăn cơm vâng. Đêm về nằm mơ một nỗi nhớ lại bước sang. Về nhà làm thêm bởi vì quý nhân luôn luôn bao qua ngày này của các em hay nhỉ. Long time no see, không sao thank you.
là sơ sơ này còn chưa tới. Mày nói tôi mơ rỗ ở nhà đi đừng có đi chơi. Mà chiều đi một nơi một nơi có phải là sao đi chơi. Anh ngay chẳng có môi, anh ngay đang chưa đồ chưa đang chưa lối. Đừng có quên hay ngồi nhìn có người rồi không còn hợp lối. Chẳng học cách chung trường nhưng ra trường là thu đất rồi. Sao anh nghe thật anh thả mặt câu mong cá sẽ đất mồi. Nhưng không say vừa mê, còn anh thì đang say xí. Anh có đây mục đích xe không phải cái này để lắp lên được. Cái kia bên kia nó không có lỗ nữa.
nhìn cái kia chất thật nhiều. Dạ, sẽ có hơn tiền. Để chứng minh là gì? Để chứng minh cái gì? Để chứng minh là 50 nhân 7. Nhưng mà chắc chắn là cái này mình tàu rồi. Tàu chắc rồi. 55.000 của trẻ rồi. Anh em chuẩn bị ra cái đó đi. Đóng cửa vào con mẹ này. Bạn ý thức đi. Anh là anh cũng dù anh có thằng thắng lên.
Thank you.
người ấy đang nấu. Thank you.